mấy gói nước không? Chết rồi. Không đau thế nào? Đừng sợ chứ. Không liên cắn nào chứ không? Không đau thế nào cô Liên ạ? Chết rồi. Không đau mà con, nó hơi rung tí thôi. Không đau. Hà to đấy con. Cô Liên cắn nó dưới căn. Tắt đèn. Rồi, xong rồi đấy cô ạ. Cô có đau không ạ? Không. Cảm ơn cô. Đây, còn nhỏ răng. Cái video này hướng dẫn cách lắp một cái răng ở trên miệng và sau đấy loại bỏ cái chất gắn dư ra một cách đầy đủ. Trước tiên là khi mà nhận được cái răng lắp về thì chúng ta sẽ nhấc cái phục hình ra khỏi cái oven mần, và trước khi tháo cái oven mần ra khỏi cái hàm ấy thì chúng ta nên nhớ các cái vị trí, các cái mốc của nó. Ví dụ như là với cái trường hợp này là cái mặt vát của oven mần nó ở phía ngoài, phía má và phía xa, và ở đây nữa có một cái cạnh vát nữa nó ở phía mặt trong, phía lưỡi. Bây giờ chúng ta tháo cái oven mần ra khỏi cái hàm thạch cao. Bây giờ cần vệ sinh với bông cồn lên cái bề mặt của oven mần để nó tiếp xúc với mô răng là một cái oven mần vô trùng. Chúng ta lắp lại cái oven mần vào, lắp cái oven mần lên implant ở trên miệng với cái vị trí đúng như là cái vị trí ở trên hàm thạch cao đã nhận được, tức là cái mặt vát này nó ở phía mặt mát này nó ở phía xa ngoài, và cái rãnh vát nó ở phía lưỡi như này, và tìm kiếm cái cảm giác để đảm bảo rằng là cái lục giác của cái oven mần, cái lục giác chống xoay của oven mần nó đã nằm khít với cả cái lục giác ở trong lòng implant. Khi mà cái oven mần nó ngắn thì có thể là tìm kiếm cái cảm giác lục giác chống xoay của oven mần với implant bằng một cái portergi, một cái kìm kẹp kim, và chúng ta xoay như thế này là tức là nó chưa bắt vào cái chống xoay ở trong implant đâu ạ. Được rồi, đấy. Và như thế này khi mà nó đã xuống được cái lục giác chống xoay thì chúng ta thấy là khi mà xoay cái ốt mần thì cái ốt mần nó không xoay được. Trong trường hợp này thì chúng ta phải phân biệt là cái lục giác đấy nó có thể vào đây, nhưng mà ở đây như thế này thì cái mặt vát nó lại ở cái mắc luôn, một vát nó ở mặt ngoài gần, nên chúng ta phải nhấc cái ốt mần lên một chút và tìm kiếm cái cảm giác nó thụt xuống cái lục giác giữa implant ốt mần ở cái cạnh, ở cái góc mà cái vát này nó nằm phía ngoài xa. Như thế này thì đấy nó cũng xuống một cái cạnh lục giác khác, và như vậy là oven mần nó không xoay được, và chúng ta sẽ cố định kia oven mần vào cái implant bằng một cái tay vặn hand driver. Cô Hà giúp cháu để đảm bảo là cái toàn bộ cái bề mặt oven mần nó khô và nó không bị cái dịch lợi nó nằm nó cách đi giữa cái chất gắn với cả cái bề mặt oven mần, thì chúng ta nên có một cái vòng quấn của bông quanh cái cổ oven mần như này để đảm bảo là chất gắn nó không chui vào trong cái, nó che mất cái lỗ vít trong oven mần, thì chúng ta nên nút một cái oven bông vào cái trước cái lỗ vít. Cô Hà giúp cháu. Cô gì đâu, đưa chất hàn vào cái mặt trong của cùi phục hình và nhấc cái bông ra khỏi cái cổ implant, cổ oven mần. Cô Hà giúp cháu ạ. và đưa cái phục hình đã có chất gắn vào lên cái oven mần, có thể lắc cô Hà giúp con. Cô Hà, và sau khi cắn là chờ để cho cái chất gắn nó đạt độ cứng tối đa giữa phục hình với cả oven mần, thì chúng ta lại tháo cái chất hàn, lấy chất hàn này ra để tiếp cận trở lại với cái lỗ kỹ thuật và cái con vít ở trong lỗ kỹ thuật.
phai hát thì chúng ta lấy cái bông ra. Chúng ta dùng cái hand driver để chúng ta tiếp cận trở lại vào lỗ vít. Và lúc này nhấc cái phục hình lên, tức là nó gồm một cái kết nối gồm có phục hình sứ gắn chặt vào abutment. Và bây giờ cái vít nó đã được tháo ra khỏi cái implant và nó vẫn đang nằm trong hộp kỹ thuật. Bây giờ chúng ta có thể nhấc ra làm sạch cái abutment vào, làm sạch cái bề mặt abutment và viền của phục hình. Và bây giờ đưa cái implant vào kết nối với cả đưa cái phục hình vào để kết nối với implant ở trên miệng, và chúng ta cố gắng tìm lấy cái góc lục giác. Viên tông nó đã phủ kín cái lỗ vít trong hộp kỹ thuật rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhét Fuji vào để cho nó bịt, nó đảm bảo nó bịt kín cái lỗ kỹ thuật. Và cuối cùng thì không thể thiếu cái động tác là kiểm tra cái chiều cao khớp cắn và kiểm tra cái chức năng của cái phục hình trước khi mà hoàn thiện cái quá trình điều trị. Đấy, và như thế này chúng ta đã hoàn thiện được một cái bước mà lắp cái phục hình từ một cái mẫu hàm phục hình lấy dấu gián tiếp. Cảm ơn cô ạ. Có xúc miệng với con ạ.